Xin chào tất cả các bạn, đây là Hải Anh và series review bệnh viện phụ sản đây. Hiện tại Hải Anh đang đứng tại trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, nơi mà sẽ sàng lọc một căn bệnh vô cùng nguy hiểm mà bất cứ mẹ bầu nào nghe xong cũng phải hoảng sợ, đó chính là tiền sản giật. Vậy thì căn bệnh này nguy hiểm như thế nào và làm như thế nào để có thể phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì ngày hôm nay hãy cùng Hải Anh đi tìm hiểu nhé. Và hiện tại bên cạnh Hải Anh đang là bác sĩ Nguyễn Tài Đức, hiện đang công tác tại trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Xin chào bác sĩ ạ. Được biết là căn bệnh tiền sản giật là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với phụ nữ đang trong giai đoạn thai kỳ. Vậy thì với kinh nghiệm lâu năm của mình, không biết là bác sĩ có thể chia sẻ nguyên nhân, hậu quả cũng như là cách khắc phục căn bệnh này để cho các khán giả của chúng ta cùng biết được không ạ? Vâng. Mỗi năm trên thế giới thì có khoảng tầm 10 triệu các trường hợp thai phụ với mắc bệnh lý tiền sản giật. Trong đấy thì có khoảng tầm 76.000 trường hợp các mẹ phải chịu các hậu quả nặng nề do cái bệnh lý này gây nên, và trong số đó có khoảng tầm 20% số trẻ sơ sinh là không kịp cất thiết cống chào đời do phải kết thúc thai kỳ sớm. Do vậy mà đây đã được coi là một trong những cái bệnh lý nguy hiểm nhất trong toàn bộ quá trình mang thai. Theo lý thuyết kinh điển thì bệnh lý tiền sản giật thường được biểu hiện sau tuổi thai là 20 tuần với các triệu chứng như là tăng huyết áp, phù và tiểu ra protein niệu. Cho đến thời điểm hiện tại thì các bệnh lý các cái phương pháp điều trị tiền sản giật thì chưa có một phương pháp nào được coi là hoàn hảo. Do vậy mà chủ yếu chúng ta sẽ dự phòng cái bệnh lý tiền sản giật này nhằm mục đích là giảm hậu quả. Các biện pháp sàng lọc tiền sản giật hiệu quả nhất thì sẽ được tiến hành vào tuổi thai là từ 11 tuần 0 ngày cho đến 13 tuần 6 ngày. Và với những trường hợp mà các mẹ nhận kết quả là xét nghiệm nguy cơ cao, chúng tôi sẽ cho sử dụng thuốc aspirin dự phòng vào buổi tối 21 giờ trước khi đi ngủ cho đến liên tục cho đến 3 tuổi thai là 36 tuần. Thì đây được coi là một trong những cái biện pháp hiệu quả nhất để nhằm làm giảm cái hậu quả do cái bệnh lý tiền giật này gây nên. Các bạn biết không, theo như Hải Anh tìm hiểu thì mỗi năm trên thế giới sẽ có khoảng 10 triệu ca mắc tiền sản giật, 76.000 thai phụ gặp biến chứng nặng do mắc tiền sản giật và 20% số trẻ sơ sinh không thể cất tiếng khóc chào đời do mẹ có bệnh lý tiền sản giật. Nói thế để thấy rằng bệnh lý này vô cùng nguy hiểm đối với cả mẹ và bé trong quá trình mang thai. Quá trình khám tiền sản giật chúng ta sẽ trải qua 3 bước. Đầu tiên các mẹ sẽ được đo huyết áp, sau đó là siêu âm đo Doppler động mạch tử cung và cuối cùng là lấy máu xét nghiệm. Sau khi đã có kết quả thì bác sĩ sẽ tư vấn xem mẹ sẽ là có nguy cơ mắc tiền sản giật thấp hay là cao để từ đó đưa ra một phác đồ điều trị phù hợp cho một thai kỳ mẹ khỏe và bé khỏe. Vừa rồi thì Hải Anh đã cùng các mẹ trải nghiệm về quá trình xét nghiệm tiền sản giật, một trong những bệnh lý nguy hiểm và nghiêm trọng nhất trong quá trình mang thai, khiến cho bất kỳ mẹ bầu nào cũng phải lo lắng. Hải Anh hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi sẽ hữu ích cho mọi người trong cái quá trình tìm hiểu một địa điểm xét nghiệm uy tín nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những số sau của series.